đâu rồi, tiền đâu? Thằng quỷ già, thằng quỷ già, thằng quỷ già, thằng quỷ già, thằng quỷ già. Mày chưa chưa? Mày chưa chưa? À, mày uống cho chết. Mày uống cho chết đi. Ai con xì màu đâu rồi, con xì màu rồi. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? À. Nó đâu rồi? Đâu rồi? Đâu nhà mình đâu ta? Nhà mình đâu ta? Đi về mau về. À. Mày làm gì mày nẹt xe dữ rồi mày, tao xỉn thôi mà làm gì nẹt xe dữ rồi mày. Đó. À, tao xỉn, tao đi vô nhà tao ngồi. Đâu rồi con kim màu? Con kim màu đâu rồi? Hả? Đâu con kim màu rồi con. Con kim màu đâu rồi? Thành mời gỗ vào tao vô. Dạ. Thì màu cũng bấy nhiêu. Con Nhi đó rồi. Mày có thấy thằng cha mày ở đâu không? Hồi sáng giờ đi nhậu đâu mà không thấy đem tiền về cho tao. Rồi cái thằng già kia, tao mày thấy thằng già kia say xỉn tối ngày. Mày hả? Mày nhậu đâu? Mày ăn mày say xỉn nhất, mày không đem tiền về cho tao mà mày nhậu hoài á. Tiền đâu? Mày quẹt đâu rồi? Tiền đâu rồi? Tiền đâu? Thằng quỷ già. Mày chưa chưa? Mày chưa chưa? À, mày uống cho chết. Mày uống cho chết đi. Mai đi làm kiếm tiền về cho tao nha. Nhậu hả? Nhậu? Mày còn nhậu nữa hả? Nhậu nữa. Lời nói đầu tiên, Mạnh xin chào quý cô chú anh chị. Mạnh chúc quý cô chú anh chị nhiều sức khỏe và cũng như thành công trong cuộc sống. Thứ hai là Mạnh muốn gửi đến quý cô chú anh chị là nhóm của Mạnh sắp sửa phát hành bộ phim dài tập, đó là bộ phim Thị Màu Thời Nay. Đó là nhóm của Mạnh suy nghĩ ra, tại vì cái mùa dịch này á, là không có thể nào mà đi quay, đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn giống như ngoài tỉnh á. Tại vì bây giờ nhóm của Mạnh là hiện giờ đang ở Bến Tre, nhưng thật sự bây giờ mùa Covid nhiều quá quý cô chú, cho nên cũng không có thể nào mà đi được. Hôm nay nhóm của Mạnh á, có suy nghĩ ý tưởng là chuẩn bị phát hành bộ phim dài tập, đó là bộ phim Thị Màu Thời Nay. Mạnh mong quý cô chú anh chị luôn ủng hộ cho nhóm, đồng hành cùng nhóm để nhóm có thể có cái động lực để làm những cái video thật là hay, thật là ý nghĩa đến gửi đến quý cô chú anh chị, cho giải tỏa cái sự buồn phiền, giống như để mang lại cái niềm vui đến quý cô chú anh chị. Thật sự giờ đang trong cái thời mùa dịch cho nên nhóm cũng không có thể nào mà đi quay, đi ghi hình những cái hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ bà con đồng bào nghèo khổ. Cho nên là nhóm của Mạnh là quyết định là phát hành bộ phim dài tập. Là hồi sáng, hồi nãy là Mạnh có quay một clip ngắn, là trong của bộ phim, đó là Thị Màu Thời Nay. Là các diễn viên đó là Mạnh cũng có, nếu mà Mạnh sẽ đăng tải lên, cảm thấy mà quý cô chú cảm thấy mà ủng hộ Mạnh á, thì Mạnh sẽ mời những cô chú anh chị khác có thể là đóng chung. Trong đó là có Nguyễn Minh TV, Thảo Đưa Tin, Duyên Vũ TV và Thu Thủy TV. Cũng có Hùng Mạnh luôn. Nếu mà thật sự cái video này phát hành ra mà quý cô chú anh chị ủng hộ cho nhóm, thì Mạnh sẽ cùng nhóm mời những anh chị em có thể là đóng chung để làm những cái bộ phim hay, bộ phim thú vị, để mang lại tiếng cười đến quý cô chú anh chị. Mạnh rất mong quý cô chú anh chị đồng hành cùng nhóm và chia sẻ lên những cái đoạn video vui vẻ, hài hước, để cho quý cô chú anh chị và như các anh em
mang lại cái tiếng cười để trong cái ngày mình làm việc á, nó cũng đỡ buồn. Thật sự Mạnh thì không có biết ăn nói gì nhiều, nhưng mà Mạnh thì nhiều cái suy nghĩ ra là trong cái thời này bây giờ đang dịch, cho nên cũng không có vay những cái đoạn video để gửi đến quý cô chú. Cho nên là nhóm của Mạnh quyết định ra bộ phim, làm bộ phim dài tập, đó là Thị Màu Thời Nay. Mạnh mong quý cô chú anh chị nhớ ủng hộ và đồng hành cùng nhóm để có thể nhóm có cái động lực đi xa hơn nữa và làm những video thật hay, thật ý nghĩa gửi đến quý cô chú anh chị. Thật sự là bây giờ là rất là nhiều cái ý tưởng để nhóm làm, nhưng mà nhóm muốn làm cái bộ phim này giống như là nó có cái ý nghĩa đối với nhóm cũng như quý cô chú anh chị trong cái thời gian qua đã quan tâm, cho nên là nhóm quyết định là sẽ làm bộ phim Thị Màu Thời Nay. Nhiều lúc có thể là nhóm cũng có thể mời những mời cô Út, cô Tám đó cũng đóng chung bộ phim, nhưng mà Mạnh muốn đăng tải lên để thông báo đến quý cô chú anh chị. Nếu mà thật sự quý cô chú anh chị ủng hộ của nhóm và cũng như đang đồng hành cùng nhóm, là nhóm có cái động lực để làm những cái video, làm những bộ phim hay để gửi đến quý cô chú anh chị. Thật sự là Mạnh chỉ gửi mấy lời thôi. Mạnh chỉ là hồi làm chút Mạnh sẽ đăng tải những clip mà cảm thấy mà có ý nghĩa thật hay gì đó. Quý cô chú anh chị mà thấy cảm thấy hay thì Mạnh sẽ ra những bộ phim dài hơn. Tại vì Mạnh chỉ sáng là mới quay cái một đoạn ngắn thôi, là trong cái bộ phim Thị Màu Thời Nay. Thôi vậy Mạnh cũng chúc quý cô chú anh chị luôn luôn nhiều sức khỏe và cũng như là thành công trong cuộc sống. Mạnh rất mong quý cô chú anh chị đồng hành và ủng hộ tinh thần của tất cả nhóm, cũng như là quý cô chú anh chị thương Hùng Mạnh TV thì cũng mong quý cô chú anh chị ủng hộ cho Thảo Đưa Tin, rồi Diên Vũ TV, rồi Nguyễn Minh TV, Thu Thủy TV. Đó là cái đó là của nhóm của Tem, trong Tem. Tại vì lúc trước là có Phong Nguyễn với anh Kiệt, nhưng mà hai người đã đi về quê. Tại vì hai anh Kiệt với Phong á là có gia đình ở Long An, cho nên là về ở bên vợ con. Còn Mạnh và các anh em á thì mỗi người mỗi quê, cho nên là không thể nào mà về được, cho nên là vẫn ở Bến Tre. Rồi cho nên mấy anh em mới suy nghĩ làm bộ phim dài tập để gửi đến quý anh chị cùng theo dõi nha. Thôi vì Mạnh cũng xin kết thúc video tại đây. Mạnh rất mong quý cô chú anh chị ủng hộ và luôn đồng hành cùng nhóm. Rồi Mạnh xin chào quý cô chú.